Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding On. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành tất cả form của những rider chính, chỉ còn lại Buffa. Và đây sẽ là video tổng hợp về final form của tất cả những rider chính trong series Kamen Rider Kiss. Không dài dòng nữa, bắt đầu tới quảng cáo Riding On Shop nào. 15 giây để quảng cáo cho Riding On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Mark 9. Không thể giải cứu mẹ mình bằng sức mạnh của Mach 3, anh đã dần kiệt sức và rơi thẳng xuống mặt đất. May mắn nguồn sức mạnh hủy diệt này đã bao bọc Giz và đưa anh vào ảo mộng của bản thân. Nơi này anh gặp một chàng trai với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta hỏi mong ước của Giz là gì? Thứ sức mạnh mà anh hằng mong muốn có phải là sức mạnh hủy diệt hay không? Giz đã do dự, nhưng với tình yêu dành cho mẹ cũng như tất cả những người chơi trong Design Grid, anh đã chọn sức mạnh của sự hủy diệt, nhưng nó là hủy diệt và rồi sáng tạo ra những thứ mới. Câu trả lời của anh liệu có làm hài lòng nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ cáo? Anh ta rời đi, nhưng ẩn sau tấm mặt nạ đó lại ẩn chứa gương mặt của Ace. Đây là tiềm thức của anh. Thức tỉnh phần còn lại của bút Mach 3 để đối mặt với tên Sue trong hình dạng của Color Gazer. Hắn ta đã tận dụng tất cả nguồn sức mạnh cuối cùng của mẹ Giz để thực hiện Grand End. Thế giới đã bị reset, tất cả những người hỗ trợ đã về với tương lai, cũng như những rider khác đã mất đi sức mạnh của Design Driver. Chỉ còn lại Ace trước mặt của Sue. Anh một lần nữa tiến bước, tách đôi bút Mach 3 và chuyển hóa hai phần cắm vào Design Driver. Khẩu lệnh Revo On vang lên. Hình dạng cáo chín đuôi đã được xuất hiện trên Design Driver Giz 9. Một sinh vật trong truyền thuyết của Nhật Bản, cáo chín đuôi Giz 9 được bao phủ bởi tông màu của Mach 3 là trắng và cam. Phần thân trên của Mach 3 đã chuyển xuống thành phần thân dưới. Một bộ giáp với hình tượng con cáo đã tách rời từng bộ phận của nó để tạo thành phần thân trên cũng như gương mặt của Giz. Vẫn giữ nguyên được thiết kế đơn giản Kamen Rider Giz. Anh được bao phủ bản thân bằng một bộ giáp trắng với những viền cam, cùng với những chi tiết kim loại và phần vai và ngực của anh có vẻ là những điểm tương đồng được mở ra, thể hiện phần nào sức mạnh sáng thế đang được khai mở từ trong người của Giz. Anh có một tấm áo tròn là chính chiếc đuôi của mình được bao phủ phía sau. Nó được tập hợp từ nguồn năng lượng xanh tỏa ra từ mặt đất và kết hợp thành tấm áo tròn của Giz. Gương mặt của anh hung tợn hơn, thể hiện rõ uy nghiêm của một vị thần. Phần bụng của Giz được điểm tô bằng biểu tượng hủy diệt của Fire, nhưng đây có thể chính là phần biểu tượng của Revo On đặc trưng của Giz. Về phần sức mạnh, đối mặt trước kẻ thù có thể xem là mạnh nhất, Zue trong ngân dạng của Gazer, hắn ta tận dụng hoàn hảo chiếc Vision Driver mang lại, nhưng trước mặt của một vị thần, tất cả công nghệ của con người đều thật nhỏ bé. Giz phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng, tái thiết nó trước sự ngỡ ngàng của Sue. Hắn ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lặng lẽ đi từ không trung xuống mặt đất. Những bước chân trên không khí của Giz càng làm tôn lên sức mạnh của một vị thần. Bản năng cáo linh hoạt và nhanh nhẹn của Giz vẫn được giữ nguyên, tránh né tất cả những vật thể bay do Gazer điều khiển và tấn công Giz từ khắp mọi hướng. Khả năng sáng tạo và hủy diệt của Giz cũng được thể hiện trong toàn bộ trận chiến. Anh có thể phá hủy và lập tức tái tạo bất kỳ vật thể nào mà anh chạm vào, cũng như dùng ý thức của mình để làm việc tương tự. Cảm nhận được quyền năng sáng thế của Giz 9, Gazer đã chuyển qua kế hoạch phòng thủ. Hắn ta tạo một hàng rào gồm 5 chiếc lá chắn được tạo ra từ nguồn năng lượng laser, nhưng tất cả chúng đều đã bị xuyên phá bởi vũ khí mà Giz triệu hồi nên. Khẩu Buster QB9 có phát âm giống với từ cáo chín đuôi. Vũ khí này vẫn là khẩu Magnum Shooter được đổi tông màu thành trắng và cam. Thay vì chuyển hóa thành một khẩu rifle, nó sẽ giúp Giz có thêm một thanh gươm bọc ra từ phần trên của khẩu súng. Tạo hình cực kỳ tiện lợi này giúp Giz tấn công kẻ thù từ rất nhiều phạm vi khác nhau. Những phát bắn cũng như những nhát kiếm từ gươm và súng đều được bao phủ bởi ngọn lửa xanh từ cáo chín đuôi. Ngoài ra, tấm áo tròn của Giz cũng giúp anh tạo ra những chiếc đuôi cáo, khống chế kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Một số quyền năng khác, khi trở thành một vị thần thực sự, Giz còn phá bỏ được quyền lực thời gian từ Regard Omega của Sue, nhưng bản chất lúc đó anh đã gần như trở thành một thực thể bất hoại rồi. Đòn tất sát của anh, Boost 9 Victory, Giz bao phủ bản thân bằng ngọn lửa xanh, tụ nguồn năng lượng vào đôi chân của mình để kết liễu kẻ thù bằng cú Rider Kick trứ danh. Black General Putin Sword
thế giới đang vô cùng hỗn loạn với đám Yamato mới. Chúng là những sinh vật nhỏ bé và ký sinh lên vật chủ, biến họ trở thành những Yamato. Nếu để quá trình này diễn ra quá lâu, họ sẽ không thể nào trở lại thành người nữa. Với kế hoạch của Kagera, người hỗ trợ Tycoon, ông ta muốn một Kamen Rider che đi nỗi đau để trở thành một kẻ chiến đấu trong bóng tối, nghiền nát cái ác bằng sức mạnh của chính nỗi đau của bản thân. Ông ta đã dẫn dắt chị của Keiwa để trở thành một Yamato và chứng kiến cảnh Buffa ra tay tiêu diệt chị mình sau đòn kết liễu tình cờ đó. Buffa cũng chịu một chấn thương tâm lý vô cùng nặng nề. Còn với Tycoon, đó là tất cả của anh, người chị, gia đình còn sót lại. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ trong mắt của Tycoon. Anh đã chính thức rơi vào bóng đêm của sự tuyệt vọng. Trong cơn bi kịch của bản thân, giam mình trong nhà, bỏ mặc tất cả mọi thứ và để dòng thời gian trôi qua. Nhưng tên Kagera không thể nào để chuyện này xảy ra. Tận dụng khoảng thời gian đen tối ấy, hắn ta đã tiêm nhiễm vào đầu của Tycoon về sức mạnh, về lý tưởng. Khi có được sức mạnh trong tay, anh sẽ bảo vệ được những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Cũng như việc tái tạo lại thế giới sẽ giúp hồi sinh cả gia đình anh, chứ không riêng vì chị của anh. Nghe được những lời nói này, bằng vẻ bề ngoài hiền lành tốt bụng của bản thân, anh đã đánh lừa được Kiss, bắt giữ thành công Sumori, lừa Sumori để ban cho bản thân sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người. Chặng đường Buffa lấy trong người ra chiếc buckle Bujin Sword. Nó giống như Kiss Magnite, là hai bộ phận tách rời và kết hợp lại với nhau. Thanh gươm che mờ đi đôi mắt của ID Core từ Tycoon. Bujin Sword bóng tối bao trùm kết hợp lại để tạo ra bộ giáp hoàn thiện của anh. Chỉ huy của bóng tối, Black Zero, được thiết kế là một samurai chỉ huy từ một đội quân. Anh ấy được tạo hình từ hai form của Tycoon, Ninja ở vị trí phần chân. Và phần bên trên không có gì quá lạ, bao gồm cả gương mặt được tái chế lại từ form Z và Canon từ Dream Buckle. Điều này cũng có thể lý giải do sức mạnh mạnh nhất của Design Rift là sức mạnh từ Dream Buckle. Còn sức mạnh của Tycoon là đến từ Ninja. Form này được tích hợp từ hai buckle trên và sơn màu lại, cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn hợp lý với cốt truyện. Tông màu chỉ có một màu đen sâu thẳm, một chiếc áo tròn cũng như những phần màu xanh lá đặc trưng của Tycoon. Gương mặt của anh là một đôi mắt đỏ với sự tà ác cũng như nhẫn tâm. Trang bị một vũ khí cực mạnh là thanh Bujin. Tên gọi đơn giản là một thanh katana có khả năng chém tan tất cả mọi thứ. Khả năng chính form này từ Tycoon, những nhát chém cũng như những đường kiếm của anh vung ra như một cao thủ kiếm thuật với những đòn chém vô cùng hiểm hách, sử dụng những nhát chém sâu gây ra những thương chí mạng của người kẻ thù. Anh còn thực hiện một số động tác cực khó khi dùng chính chiếc áo tròn của mình để che đi đường kiếm, ra những cú đâm cực mạnh gây khó dễ không ít cho Giz Magnite, cường hóa đòn đánh cũng như tăng sức mạnh lên mức tối đa là khả năng chính của Bujin Sword. Ngoài ra, anh còn có khả năng tạo ra luồng khí đen và xanh lá bao trùm lấy cơ thể để dịch chuyển tới một nơi khác, như sẽ dùng sức mạnh này để phá tan xiềng xích. Đến cả sức mạnh trói buộc của Kiss Magnite cũng không thể nào làm gì được Bujin Sword, thể hiện phần nào sức mạnh của vị đại tướng bóng đêm này. Được bao trùm ở bóng đêm, nhát chém thể hiện rõ tinh thần samurai cũng như kỹ thuật chiến đấu điêu luyện từ họ, là những gì thể hiện tốt nhất của Bujin Sword. Anh thực hiện hai đòn tất sát mang tên Bujin Sword Strike, bao phủ lưỡi gươm của mình bằng nguồn năng lượng bóng đêm, vẽ một mặt trăng máu và ra một nhát chém chí mạng một người kẻ thù. Đòn tấn công thứ hai là Bujin Sword Victory. Anh bao phủ cơ thể bằng nguồn năng lượng đen, bay lên bầu trời, ra một cú Rider Kick tỏa ra nguồn năng lượng lốc xoáy, xé toạc kẻ thù. Trong trận chiến bằng hình dạng này với Kiss, anh còn được những người xem khác tận thưởng cho những chiếc buckle để kết hợp. Đó là Monster cũng như Boost, tăng khả năng đấm cũng như gia tăng sức mạnh tối đa bằng Boost. Fantasy. Ready. Fight. Fantasy Buckle. Chiếc Buckle không hẳn là tương thích với Nago, nhưng lại được tạo ra với ý chí của cha mình. Sau sự kiện Keiwa tái thiết thế giới, Neon lại một lần nữa quay lại với cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng đó cũng chính là thứ mà Beroba ghét nhất. Cô ta cảm thấy khó chịu với cuộc sống của Neon và quyết tâm đưa cô trở về với địa ngục bằng nỗi đau tột cùng nhất, tái hiện lại cuộc bắt cóc Akari vào 11 năm về trước, cũng chính là con gái thật sự của nhà tài phiệt Kosei. Neon chỉ là bản thể được tạo ra bởi nữ thần sáng thế thông qua điều ước của Kosei. Trải qua rất nhiều sự kiện, Kosei đã dần nhận ra Neon không phải là một hiện thân, cũng không phải là cái gì đó thay thế, mà thật sự đó chính là con gái của ông. Mở lòng một lần nữa và sẵn sàng quỳ rạp dưới chân của Kiss để mong có được sức mạnh để bảo vệ những người thân của mình. Ông đã được Kiss ban tặng Desire River, một chiếc ID Core tương thích với mình, biểu tượng một con báo đốm.
cũng như chiếc buckle fantasy, thứ sức mạnh sẽ giúp ông giải cứu được người con gái hiện tại của mình, tránh bi kịch 11 năm trước lại tiếp tục diễn ra. Có được sức mạnh mới, nhưng vừa phải giải cứu vừa phải đối mặt với một Remium Beroa cũng không hề yếu. Ông đã bị trọng thương và không thể biến hình. Cuộc nói chuyện của ông cùng với Neon trong bệnh viện đã giúp cả hai giải tỏa được thắc mắc cùng với nhau. Mặc dù ID Core của Neon đã bị hủy bởi Buffa, với quyết tâm cũng như ý chí của mình hướng tới tương lai, sức mạnh sáng thế của Kiss một lần nữa được cộng hưởng. Chiếc ID Core của cha cô đã trở thành ID Core của Neon và giúp cô một lần nữa trở lại thành Kamen Rider, chuyển hóa cùng với chiếc Buckle Fantasy, thứ được nhái lại từ Ninja Buckle. Những vòng xoáy từ sự kỳ diệu giống như định mệnh của Neon, lý do cô được tạo ra cũng là sức mạnh của nữ thần sáng thế, và cách mà cô trở lại với cuộc chiến để bảo vệ gia đình kỳ diệu của mình cũng chính là sức mạnh của con trai bà, Ace. Tất cả mọi thứ cộng hưởng để tạo điều kỳ tích. Không phải chỉ có chiếc buckle là nhái lại hình dạng cũ, hình dạng fantasy bản chất cũng là nhái lại một hình dạng tương tự, được lấy nguyên mẫu từ hình dạng fantasy của Kamen Rider Break trong series SA, và tên gọi của nấy cũng y vậy, Total Fantasy. Được khác biệt ở phần tai, được tạo thành hai ống tai dài với màu xanh đậm cũng như màu vàng kim, cũng là màu đặc trưng cho toàn bộ bộ giáp. Nó phù hợp một cách tuyệt vời với gương mặt của cô. Kèm với đó là vòng tròn ma thuật của sự nguyền bí trên phần ngực của Kamen Rider Neon. Điều kỳ ảo cuối cùng cũng đã xuất hiện, những thanh gươm ánh sáng cũng như vòng tròn ma thuật tụ hợp lại để tạo nên bộ giáp, ban tặng cho cô nguồn sức mạnh kỳ ảo từ thế giới fantasy. Năng lực của Neon Fantasy đến từ 3 nguồn sức mạnh khác biệt. Đầu tiên phải kể đến là những vòng tròn ma thuật, thứ giúp cô gia tăng khả năng nhảy cũng như di chuyển. Nó còn như một cổng dịch chuyển để triệu hồi lên những thanh gươm đến từ hư vô, kết hợp chúng lại với nhau để tạo những đòn tấn công khác biệt. Vòng tròn ma thuật này còn giúp cô khống chế di chuyển của kẻ thù, khóa chặt mục tiêu trước khi Neon ra những đòn tấn công quyết định vào chúng. Năng lực thứ hai đến từ những thanh gươm ánh sáng, chúng sẽ được tạo ra xung quanh Neon khi cô chiến đấu, tấn công kẻ thù cách linh hoạt theo sự chỉ đạo của cô, cũng như tụ hợp xung quanh tạo thành một bức màn trắng năng lượng giúp cô đỡ hầu hết những đòn tấn công đến từ kẻ thù. Nago cũng có thể trực tiếp cầm chúng như những vũ khí cơ bản. Khi tập hợp những thanh gươm vào tay của mình, nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành một bộ móng vuốt linh hoạt và tấn công đầy chớp nhoáng như một con linh miêu, biểu tượng đại diện cho Neon. Thứ cuối cùng là bộ áo giáp ma thuật, thứ sẽ giúp cho Neon trở nên vô hình, biến mất khỏi những đòn tấn công của kẻ thù và xuất hiện ở những vị trí khác. Đây là một bộ chiến giáp vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ từ tấn công cho đến phòng thủ và cả khả năng di chuyển của nó. Vô hiệu hóa như là tấn công cho dù chúng có trực diện như thế nào. Cô không phải chỉ để nó xuyên qua bản thân, mà đúng hơn là tạo ra một bản thể kỳ ảo của mình, biến mất khỏi vị trí hiện tại và xuất hiện ở một vị trí khác. Khả năng này còn áp dụng trong việc tan biến để đi xuyên qua vật thể, đưa kẻ thù vào tình thế khó khăn. Mặc dù chúng đã tưởng có thể đưa Neon vào thế chân tường, tất cả những sự nguyên ảo sẽ tập trung vào đòn cuối cùng, Fantasy Strike. Neon sẽ có đôi cánh của mình bằng những thanh gươm ánh sáng, bao phủ nguồn năng lượng kỳ ảo quanh cơ thể, kết liễu kẻ luôn căm ghét mình, Remium Beroa, trong một cú Rider Kick dứt điểm. Trận chiến giữa cả hai đối thủ truyền kỳ là Buffa cùng Kiss không thể nào tránh khỏi. Cả hai đều muốn giành giật nhau chiếc Vision Driver để thực hiện điều ước. Trận chiến cân tài cân sức giữa cả hai đã diễn ra và Kiss lại một lần nữa chiến thắng. Buffa với lòng tự tôn cuối cùng của mình cũng đã chấp nhận thất bại này, và anh ta đã ra tay đánh lén khi Kiss va chạm với Ninram trong hình dạng Kamen Rider Gazer. Trong lúc cả hai chuẩn bị lao vào để kích liễu nhau, Buffa đã sử dụng đòn tấn công tất sát của zombie tạo nên hai bàn tay nắm chặt lấy cả hai Rider và lôi họ ra khỏi vòng chơi. Sự biến mất của hai người mạnh nhất này đã dẫn tới Buffa là kẻ chiến thắng và tận dụng luôn cả điều ước của nữ thần sáng thế, biến anh ta trở thành Rider mạnh nhất đúng nghĩa, Buffa Zamasin. Tạo hình của Buffa Zamasin cũng dựa trên chiếc bất cột tương ứng của nó là Fever. Tạo hình cho Buffa vẫn là chiếc vạt áo màu vàng kim với tông màu cũng như ngôi sao của Fever, kèm với đó là một chiếc áo tròn tím với phần đen ở bên trong, tạo nên cảm giác uy quyền và giống với Ma Vương. Và nói tới Ma Vương, anh đã có những viền vàng được nối dài tới cặp sừng của mình. Cặp sừng của Buffa dài hơn, sắc nhọn hơn và thể hiện rõ anh chính là Ma Vương mạnh nhất lúc này. Vũ khí của anh vẫn là hai vũ khí cũ, là cặp móng vuốt của hình dạng zombie Buckle và chiếc Poison Breaker. Cả hai vật phẩm này được nâng cấp đáng kể.
Trong trạng thái hủy diệt này, với điều ước của mình, Buffa muốn chiến thắng tất cả Rider và cũng chẳng có Rider nào có thể làm tổn thương anh bằng điều ước bất diệt. Cơ thể của Buffa được bao phủ bởi một nguồn năng lượng tím. Bất kỳ đòn tấn công nào khi va chạm vào anh đều sẽ bị triệt tiêu, cho dù đó là đòn cận chiến hay là đòn tầm xa. Chỉ có những kẻ thoát khỏi vòng lao lý của điều ước này bắt buộc kẻ thù của anh không phải là Rider thì mới có thể tổn thương tới sức mạnh của Zamasin Buffa. Móng vuốt của zombie của Buffa được nâng cấp đáng kể khi nó được sử dụng nhiều hơn với những cú trảo cực kỳ chất lượng, tạo những vết rách không gian nhỏ dán vào người kẻ thù, thậm chí còn được tuôn trào nguồn độc màu cam bùng phát từ những ngón tay, gia tăng sát thương. Phần Poison Breaker cũng tương tự như vậy, những nhát chém của anh được tăng cường quy lực đáng kể, thậm chí sẽ tạo những đòn tấn công tầm xa. Những nhát chém này có tạo hình bán nguyệt là những mặt trăng tím chém toạc kẻ thù trên đường đi, gia tăng phạm vi tấn công của Buffa lên một tầm cao mới. Đòn tất sát của Buffa sẽ cường hóa cả hai vũ khí. Hyper Zombie Victory. Buffa tập trung nguồn năng lượng độc vào chiếc Poison Wrecker. Lượng độc tố cam tuôn trào như núi lửa đang phun trào bao phủ khắp chiếc lưỡi cưa. Anh dán mạnh vào kẻ thù và hất chúng lên không. Sau đó nạp năng lượng độc tố vào những ngón tay của bàn tay zombie, sẽ toạc kẻ thù khi chúng vừa rơi xuống. Set Liberation. Awakening Power. Ready? Fight! Phương mới nhất của Kamen Rider Buffa xuất hiện trong V-Cinema Kamen Rider Kiss, sự trỗi dậy của Yamato. Nội dung sơ lược của phim mình đã có đề cập trong clip tất cả những biến thể của Kamen Rider Kiss nằm trong phần đừng Kiss nhé. Nên mình sẽ chỉ tóm tắt về phần quan trọng liên quan tới Poison Break, phần mới nhất của Buffa mà thôi. Với sức mạnh ngang tài ngang sức của Dumb Kiss cũng như Kiss 9, hắn ta đã giam Ace tại thời điểm hiện tại vào một không gian bí ẩn, trói chặt anh bằng những sợi xích của định mệnh. Buffa là người duy nhất để bảo vệ đứa trẻ, anh ấy muốn thay đổi thứ tương lai mà Dumb Kiss báo tới. Nhưng hắn ta đã đưa ra kết luận, phán quyết của hắn là phải tiêu diệt đứa trẻ sẽ trở thành God Zato trong tương lai. Trận chiến giữa Buffa trong hình dạng zombie, anh không thể nào là đối thủ của Dumb Kiss, kẻ có sức mạnh thậm chí còn hơn cả Kiss 9. Ăn hành như tử cho đến khi nói về sức mạnh niềm tin, về lý tưởng. Hướng sức mạnh của Yamato được cấy vào người anh đã được Beroba thức tỉnh một lần nữa. Tưởng chừng nó sẽ nuốt trọn anh mới chính là kẻ trở thành Yamato tối thượng. Hồi đáp lại ý chí của bản thân cũng như sức mạnh tư thân sáng thế Ace, chiếc bubble của chính anh đã được tạo ra, Poison Break, mở ra gương mặt của Buffa cùng bàn tay zombie mang rợ, kết hợp cùng với Design Driver để tạo ra hình dạng tối thượng, Poison Break. Tạo hình của anh là một bộ chiến giáp màu bạc, trải dài đến nó là sức mạnh của độc tố, giống những chiếc cây của Yamato. Sự hòa trộn hoàn hảo giữa cả hai sức mạnh mà Buffa từng sở hữu, tông màu đã thay đổi từ tím chuyển sang màu bạc, đại diện cho khung xương của con zombie dần tiến tới trạng thái mạnh nhất. Cặp sừng của anh cũng được chuyển hóa trở thành màu đen để phù hợp với tông màu chủ đạo, cũng như tấm áo tròn tím tô thêm sức mạnh và quyền uy của Buffa. Vũ khí chính của anh được kết hợp từ Poison Breaker cũng như cặp móng vuốt gắn trên toàn bộ cánh tay trái. Nó là bàn tay với 5 chiếc móng vuốt khổng lồ, đường điểm tô cũng từ tông màu bạc. Những chiếc móng vuốt với tông màu cam từ sức mạnh độc tố, kèm với đó là những chiếc lưỡi cưa được gắn khắp trên những ngón tay, tạo nên một vũ khí vô cùng hoàn hảo, có khả năng cưa toạc tất cả mọi thứ. Đây là form xứng đáng với danh hiệu Final Form của Buffa khi kết hợp được cả sức mạnh của Yamato và tất cả những gì đáng giá nhất của hình dạng zombie và nâng cấp lên một tầm cao mới. Tất cả sức mạnh của Buffa ngoại trừ việc anh có thể đánh ngang với Kiss 9 hay chính xác lúc này là Dumb Kiss, chúng ta không cần bàn cãi về sức mạnh thể chất của anh. Vũ khí chính cũng là điểm nổi bật nhất của Buffa Poison Break là bộ móng cưa của anh. Nó giúp cho Buffa tấn công kẻ thù, ngoại trừ lượng kịch độc còn đến từ sự sắc bén của những chiếc lưỡi cưa cưa toạc kẻ thù bằng năm hướng khác nhau. Chiếc móng vuốt này có tạo hình vô cùng khổng lồ giúp anh đỡ những đòn tấn công, thậm chí đến từ King Yamato với những đòn laser cực mạnh của hắn cũng không nào làm tổn thương được chiếc móng vuốt. Bộ móng vuốt kết hợp với lưỡi cưa cũng giúp anh trở thành một chiếc thang máy di động, né những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm của kẻ thù bằng khả năng di chuyển linh hoạt của nó. Để tôn lên sức mạnh cũng như uy lực từ chiếc móng vuốt này, ta sẽ gọi tên những đòn tất sát của Buffa. Poison Strike cường hóa chiếc móng, tăng cường sức mạnh của nó, gây sát thương cực lớn lên người kẻ thù. Để kích hoạt đòn tấn công tầm xa, anh sẽ truyền nguồn năng lượng tím vào trong móng vuốt, đâm thẳng xuống mặt đất, tạo nên hàng loạt tia sét màu tím tấn công kẻ thù trên khắp sân đấu. Đòn tất sát thứ hai, Poison Great Victory, cũng có hai biến thể. Anh sẽ trở thành một chiếc mũi khoan kết hợp với những răng cưa trên bộ móng vuốt, khoan toạc kẻ thù.
Đây là lần tấn công trực diện vào Dumfries và thể hiện sức mạnh ngang tài ngang sức cho dù kẻ thù của anh có là một vị thần đi chăng nữa. Cú Ryder kick cơ bản kết liễu tình King Yamato. Cột mốc 17.000 subscriber đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024 này, chúng ta sẽ đạt những cột mốc lớn lao hơn cũng như quá trình phát triển của kênh Riding On và Riding On Shop. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn ủng hộ video trên kênh Riding On này nhé. Mình là Riding On, thank you. Bye.